Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người ba kiểu đệm điệu disco cho guitar áp dụng vào trong đệm hát. Thì ba kiểu này á mình sẽ đặt tên lần lượt là disco 1, disco 2 và disco 3. Và ví dụ như là ở đây mình đang có một cái bài hát đi, và cái bài hát này sẽ đệm cái điệu disco, thì mọi người cứ chọn thoải mái cho mình một trong ba kiểu mọi người áp dụng vào cái bài hát của mình ha. Và ba kiểu này là theo cái mức độ từ dễ, trung bình cho tới khó nha mọi người. Đó, mọi người thấy là mình đang nằm ở cái mức nào thì mọi người cứ bóc một trong ba cái mọi người đệm hát. Và ngoài ra ngày hôm nay mình cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà mọi người có thể chuyển hợp âm, cách mà mọi người có thể đặt hợp âm vào trong cái lời bài hát nha. Về cái điệu disco thì ở đây mình sẽ có 3 loại điệu disco và mình sẽ chia ra, mình sẽ đặt tên nó là disco 1, disco 2 và disco 3. Thì ba cái kiểu đệm này á thì nó sẽ phân ra theo cái mức độ là từ dễ cho mức trung bình và tới mức khó, có nghĩa là mức 3 là mức khó nhất đó. Rồi, bây giờ nha, về cái điệu disco 1, mình sẽ để cái hình cho mọi người xem. Đó, thì ở đây chúng ta thấy là có những cái mũi tên xuống, mũi tên lên và nó còn có cái chữ X nữa. Bây giờ mình sẽ phân tích nha. Mũi tên xuống thì có nghĩa là mình sẽ đàn, thì cái tay phải của mình nó sẽ đàn xuống. Và ở đây á, mọi người thấy cái mũi tên xuống của mình là nó hơi dài. Ở đây mình cố tình vẽ nó dài ra thì có nghĩa là mọi người sẽ đàn hết 6 dây cho mình. Có nghĩa là mình sẽ đàn hết sao xuống hết 6 giây ha, mũi tên xuống là xuống hết 6 giây. Rồi cái mũi tên mà nó ngược lên á thì mọi người thấy là nó ngắn đúng không? Thì ở đây á, nếu như mà nó ngắn á thì mình chỉ đàn tầm 3 đến 4 giây thôi ha. Và tiếp theo là cái chữ X có nghĩa là cái đó là cái tiếng tập vô cái dây á mọi người, như thế này đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm từ từ nè. Sau khi mình phân tích xong thì bây giờ mình sẽ làm nè. Ở đây á, đối với là cái nhịp xuống á thì mình sẽ xuống bằng cái ngón trỏ. Cái ngón trỏ. Rồi, cái ngón trỏ của mình sẽ xuống hết 6 giây. Bây giờ tay trái bấm hợp âm đô trưởng cho nó dễ nha. Rồi, tay trái hợp âm đô trưởng, tay phải này dùng ngón trỏ này mình xuống hết 6 giây. Đó. Bây giờ xuống hết 6 giây thì dễ rồi, nhưng mà lên nó tự nhiên lên có 3-4 giây à. Làm sao mà mọi người có thể mà mắt nhìn vô cái cọng dây để điếm coi từng cọng lên cho nó đúng. Thì có nhiều bạn là mấy bạn không có tự tin đó, mấy bạn sẽ đàn bị kiểu gì nè. Đó, giống như là mọi người đang dùng cái móng tay của mình để mọi người điếm coi là mình đã đàn đủ cái số dây chưa. Thì cái cách này á là nó mình áp dụng vô là mình sẽ không bao giờ mình đàn được đâu. Cho nên là ở đây mình có một cách dễ hơn, đó chính là khi mà mọi người lên á, thực hiện cái thao tác lên á, mình sẽ lên bằng cái ngón cái nha. Thì mình chỉ cần quẹt nhẹ lên thôi, hất nhẹ cái tay lên gì thôi. Đó, giống như là mọi người làm theo cái phản xạ hất nhẹ lên thôi. Đó. Hất nhẹ lên thôi, thoải mái ra, thả lỏng cái tay ra. Mọi người phải thả lỏng cái cổ tay thì mọi người mới đánh cái kiểu này được nha. Tại vì đánh cái kiểu này nè, đàn cái kiểu này nè, thì mình chủ yếu là mình hoạt động bằng cái cổ tay của mình ha. Giống như mọi người nhảy dây á, thì mọi người cũng chỉ hoạt động bằng cái cổ tay thôi ha. Mình đàn cái kiểu này á, mình không thể nào mà mình giơ quy cái cánh tay lên đàn xuống vậy được. Mình chỉ vậy thôi, đó, nhẹ nhẹ vậy thôi. Và thả lỏng nó ra thì khi mà mọi người thực hiện cái thao tác đi lên á, mọi người mới phất nhẹ lên được như thế này. Đó, bằng ngón cái nha mọi người. Và ngoài ra cũng phải thả lỏng cái ngón tay nữa nha mọi người. Phải thả lỏng ngón tay mọi người mới phất lên được chứ. Đó, nhẹ nhàng thôi, giống như là theo phản ứng đẩy nó lên vậy thôi. Khều nó vậy thôi à. Là tự động là nó sẽ rơi vô cái dây số 3, dây số 4 ha. Có nghĩa là nó sẽ rơi vào dây từ dây số 1, số 2, số 3 tới dây số 4 thôi. Chắc chắn là nó sẽ không có lên dây số 5, số 6, trừ khi mà mọi người hất lên cao quá thôi. Này mình hất nhẹ lên thôi mà, đừng có hất lên cao quá nha. Hất cao quá là nó sẽ đi hết 6 giây đó. Rồi bây giờ nè, mình thực hành thử nha. Bây giờ hai cái nhịp đầu tiên của mình sẽ là xuống lên. Xuống bằng ngón trỏ nè, xuống bằng ngón trỏ, bằng cái phần móng của ngón trỏ. Rồi hất nhẹ lên bằng ngón cái. Rồi dễ đúng không? Bây giờ tiếp theo nè,
Tiếp theo là cái chữ X. Có chữ X hồi nãy là mình nói là mình sẽ lấy cái tay mình chập vô như vậy. Bây giờ đập vô thì cũng phải có cái kiểu cách đàng hoàng cho nó đẹp nha, chứ không phải là mình đập đại vô. Bây giờ nè, để cho tránh cái tay mình nó đừng có bị đau, tại vì một số bạn nữ chơi đàn có thể bị đau tay. Thì ở đây mình khi mà mình chập vô cây đàn á, thì mình sẽ sử dụng cái phần ở đây nè, cái phần của trong cái lòng bàn tay ở ngay gần ngón cái nè, ngay cái miếng này nè đó. Thì đây cái miếng thịt ở đây là nó sẽ là cái miếng thịt dày nhất ở trong cái lòng bàn tay, cho nên là khi mà mọi người chập vô á, cái dây á thì nó cũng không có bị đau nhiều, nó rất là êm ha. Rồi chập vô như thế này, rồi đó chập vô như thế này. Rồi khi mà mọi người chập vô á thì mọi người nhớ là ở đây một cái chi tiết nhỏ nhỏ, mình sẽ cố tình mình chập cái tay vô mà làm sao cho cái đầu ngón cái này, mọi người thấy không, nó nằm ở gần dây số 1. Để làm chi, mọi người nhìn tiếp vô cái hình cho mình nè, kế bên cái chữ X á là một cái mũi tên đi lên nữa, có nghĩa là mình tí nữa là mình cũng sẽ quẹt lên nữa à. Cho nên là khi mà mọi người chập lên á, mọi người chập vô á thì làm sao canh cho cái đầu ngón tay nằm ngay dây số 1 nè, để mọi người quẹt lên cho nó lẹ ha. Chứ ở đây á, đệm hát là không ai chờ ai hết, mọi người không thể làm theo kiểu đó, nó không phải là 1 2 3 4, mà nó phải là 1 2 3 4, 1 2 3 4 đó. Cho nên là khi mà mọi người chập vô á thì mình cố ý là mình để cho ngón cái là mình nó gần ở ngay cái dây số 1 đó, để mình quẹt lên cho nó lẹ. Rồi ở đây có thể là sẽ có một vài bạn bị cái lỗi như thế này, có nghĩa là khi mà mình ôm cây đàn á, mình đang ôm kiểu bình thường, thì có nghĩa là cái cánh tay của mọi người mà thấy là mình nó đang đi theo cái chiều xéo qua, đúng không? Nhưng mà tự nhiên có vài bạn á, tự nhiên đang vậy đúng không, đang ôm cái tới hồi mà đánh đàn á, cái tự nhiên bẻ cái tay vậy, xong rồi cái mọi người chơi cái này gọi là gãi ngứa cho cây đàn, cái này gọi là cào đàn ha. Ví dụ như mà làm một cái điệu gì đó đi ha, tự nhiên mình tại cái đàn của mình nó đang nằm ngang, mọi người ơi, cái đàn của mình nó đang nằm ngang, thì khi mà mọi người ôm cây đàn cái tay mình nó phải xéo thì mọi người chơi nó mới thoải mái được. Tự nhiên cây đàn của mọi người nằm ngang mà mọi người dựng thẳng lên một góc 90 độ vậy, xong rồi mọi người quẹt 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 là mọi người đang cào nó đó, chứ không phải là mình đang chơi đàn đâu. Cho nên là mình ôm cây đàn cái tay của mình nó như thế nào thì mình để nguyên, xong rồi mình hoạt động cái cổ tay lên xuống thôi. Đó, vậy thôi. Đó, và cũng phải theo cái chiều xéo nè, đúng không? Lên xuống theo cái chiều xéo nè, đó. Tại vì cái tay mình nó đang xéo mà. À, cái này là một cái gọi là rất là bình thường và nó đúng ha. Tự nhiên mà mọi người quẹo cái tay lên góc 90 độ vậy là sai nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ thực hành cái điệu disco. Điệu disco của mình á, thì nó chỉ có vậy thôi. Xuống, lên, đập, lên. Ở đây á, là mình chia ra làm hai. Có nghĩa là mình sẽ chơi điệu disco hai lần á. Chứ thật ra điệu disco nó cũng chỉ là công thức xuống, lên, đập, lên thôi nha mọi người. Rồi, xuống bằng ngón trỏ, lên, quẹt lên bằng ngón cái. Rồi, mình đập vô đây, đập vô cái dây nha mọi người, đừng đập vô cái đàn đau tay đó. Rồi mình sẽ làm thật là chậm để cho mọi người nhìn theo nhé. Xuống, lên, đập, lên. Thì mọi người tập với lại cái cường độ, cái tốc độ nó nhẹ và nó chậm chậm vậy thôi, chứ đừng có quất vô đàn ầm ầm ầm. Tại vì sao? Tại vì á, với lại những bạn mà chưa có biết đàn điệu disco là gì á, chưa có hiểu điệu disco là gì á, thì khi mà mình chơi á, mình đang còn bị rối. Rối ở cái là tự nhiên lúc xuống, lúc lên, rồi còn đập vô nữa. Rồi tự nhiên đập xong một cái lên nữa thì nó sẽ rất là dễ bị rối á mọi người. Cho nên là mọi người chơi mới tập chơi á, thì mọi người chỉ nên tập rất là chậm thôi ha. Và đồng thời á, là mình có một cái mẹo nhỏ là để cho mọi người tập trung hơn á, khi mà mọi người đàn á thì mọi người phải hoạt động cái miệng nhiều vô. Ví dụ như là mình làm cái gì thì mình sẽ nói cái đó, xuống lên đập lên đó, xuống lên đập lên đó. Ví dụ như cái tay mình làm mà cái miệng mình nó im á, là cái hồi tự nhiên mình đàn cái nó có một cái khoảng lặng,
mình hỏi đang không biết mình đàn cái gì á. Ha, tự nhiên nó bị rối á mọi người. Bởi vậy là mọi người phải nói để cho mình tập trung. Xuống lên đập lên, xuống lên đập lên, xuống lên đập lên. Đó, nói nhỏ vậy thôi cũng được. Xuống lên đập lên. Rồi, sau khi mà mọi người đã quen rồi, đã nhớ được cái tai của mình nó như thế nào rồi, thì bây giờ mọi người mới bắt đầu tăng cái tốc độ lên nhanh. Và mình sẽ tăng từ 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 cho tới mức nhanh nhất nha mọi người, chứ đừng làm một cái ào một cái rồi nhanh như vậy hết nha. Mình sẽ tăng từ mức độ lên ha. Rồi nhanh hơn nữa. Mọi người cứ làm nhanh hết có thể đi. Ở đây mình đang tập chứ mình có đệm hát gì đâu mà lo. Rồi nhanh hơn nữa. Khi mà mình làm nhanh á thì mọi người đâu có kịp thấy cái tay của mình nó như thế nào đâu. Mọi người chỉ thấy nó lên xuống thôi, chứ đâu có kịp thấy hai cái ngón tay của mình đâu ha. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái phần chuyển hợp âm. Sau khi mà mọi người đã thực hành cái điệu disco cho tay phải nó thật là nhuần nhuyễn rồi á, thì mình sẽ quan tâm tới tay trái. Tay trái của mình gì? Tay trái của mình là để bấm hợp âm. Thì khi mà mọi người đệm hát á thì sẽ không tránh khỏi cái việc là mọi người sẽ chuyển hợp âm liên tục. Gặp thêm một cái nữa là điệu disco này á, là nó mang theo cái hơi hướng âm nhạc là vui tươi, nhanh nhẹn, cho nên là khi mà mọi người đàn là mọi người phải chơi nhanh. Thì cái tay phải mà mọi người đàn nhanh thì tay trái mọi người cũng phải chuyển hợp âm thật là nhanh, để không là nó không có bắt kịp với nhau á. Rồi, cho nên bây giờ mình có một cái mẹo như thế này. Ở đây mọi người nhìn như cái hình á thì mọi người thấy là mình chia ra làm hai ô nhịp, đúng không? Thật ra thì nó cũng giống nhau thôi, hai cái ô nhịp này á nó dễ y chang nhau, cũng xuống lên đập lên. Nhưng rồi bây giờ mình sẽ ô nhịp đầu tiên mình sẽ chơi cho cái hợp âm đô trưởng. Ô nhịp thứ hai mình sẽ chơi cho cái hợp âm la thứ. Cái quan trọng ở đây là khi nào mình mới chuyển qua la thứ, khi nào mình chơi tay phải thì mình được tay trái của mình được chuyển qua la thứ. Thì ở đây nè, mọi người thấy cái điệu disco của mình á, cái công thức nó là xuống lên đập lên, xuống lên đập lên. Có nghĩa là cái công thức của mình á là nó chỉ có một lần mình xuống thôi ha, chỉ có một lần xuống đó thôi. Thì mọi người khi mà mọi người chuyển qua la thứ á thì mọi người canh làm sao đúng ngay cái nhịp xuống đó, đó là mọi người chuyển tay qua la thứ liền, có nghĩa là xuống ngay la thứ luôn á, xuống ngay cái ào qua la thứ luôn. Ví dụ nha, xuống là ngay đô nè, xuống lên đập lên, xuống lên đập lên. Đó, cái này mình đang nói chậm đó nha. Xuống lên đập lên, xuống lên đập lên. Thì mọi người phải canh làm sao mà cái hợp âm của mình chuyển á là nó phải đúng vô ngay cái nhịp xuống á. Đó, thì mới được nha. Rồi, bây giờ làm thử nha. Xuống lên đập lên, xuống lên đập lên. Đó. Mọi người hãy khoan ráp vào bên tay phải cái đã. Mọi người cứ tập chuyển tay trái và tập giống như là tập sử dụng cái miệng giống như mình. Xuống lên đập lên, xuống lên đập lên, xuống lên đập lên, xuống lên đập lên đó. Xuống lên đập lên, xuống lên đập lên, xuống lên đập lên, xuống lên đập lên đó. Bất cứ hợp âm gì mà mọi người biết, cứ chơi thoải mái cho mình, phải canh ngay cái nhịp xuống. Xuống lên đập lên, xuống lên đập lên, xuống lên đập lên, xuống lên đập lên, xuống lên đập lên. Đó, bất cứ hợp âm gì ha. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp vô tay phải nè. Xuống lên đập lên, xuống lên đập lên, xuống lên đập lên, xuống lên đập lên. Rồi, đó là mình đang tập với lại tốc độ chậm thì mọi người sẽ thấy nó kiểu bị rời rạc. Thì sau khi mà mọi người đã quen rồi á, đó, mọi người đã quen rồi thì bắt đầu mình lại tăng tốc độ lên. Đó, thì khi mà mọi người làm nhanh á thì nó mới ra thành một cái giai điệu được. Cho nên là mọi người khi mà mọi người tập chậm á, mọi người đừng có nản, mọi người cứ bình tĩnh ha. Nói chung là phải kiên nhẫn chút xíu. Rồi, ở đây
có nhiều bạn cũng có hỏi mình là làm sao mà mình biết là một cái hợp âm đó mình đàn bao nhiêu lần, không lẽ mỗi hợp âm mình đàn đúng một lần điệu disco, cứ xuống lên đập lên rồi xong cái qua hợp âm khác. Nhưng mà nó không có phải như vậy nha. Bây giờ nha, mình ở đây á, là mình nói mọi người á, là khi mọi người chuyển hợp âm á, mọi người làm sao mà mọi người phải canh ngay cái nhịp xuống á, thì mọi người mới đồng thời là cái tay trái mới chuyển hợp âm ha. Tay phải thì nó đàn nhịp xuống và tay trái đồng thời là sẽ bấm hợp âm mới đó, thì mọi người cứ làm sao mà canh ngay cái nhịp xuống đó là cho mình là được ha. Còn về cái công thức của mình á, cái công thức của mình nhắc lại là sẽ là xuống lên đập lên, nó chỉ có bốn nhịp đó thôi, xuống lên đập lên nó chỉ có bốn nhịp đó thôi. Thì mỗi hợp âm mọi người làm bao nhiêu lần cũng được, làm 2 lần, làm 3 lần, thậm chí làm 10 lần, làm sao làm bao nhiêu lần cũng được, miễn là khi mà mình đang ở đô trưởng nè, mình làm 10 lần đô trưởng nhưng mà cái lần thứ 11 chuyển qua la thứ thì cái tai mình phải chuyển ngay cái nhịp xuống. Mọi người hiểu không? Nhớ một cái là mình phải chuyển ngay cái nhịp xuống thôi, cái nhịp mà quẹt cái tai xuống thôi, chứ làm bao nhiêu lần là nó không quan trọng, 10 lần cũng được, 11, 100 lần cũng được, nhưng mà lần thứ 101 là qua la thứ là nó phải ngay cái nhịp xuống đó. Cho nên là mọi người đừng có bị áp lực, đừng có bị gán ghép vô là ví dụ như là cho một cái câu bài hát hợp âm đó phải đàn đúng một lần, phải đàn đúng 2 lần hay gì đó ha. Rồi ví dụ nha, bây giờ mình sẽ làm đô trưởng 2 lần, rồi cái lần thứ 3 của điệu disco là mình sẽ qua la thứ nè, xuống lên đập lên, xuống lên đập lên, xuống lên đập lên đó. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng cái điệu disco 1 này cho vào một bài hát nha. Bài hát này cũng dễ thôi, mình sẽ áp dụng vào bài hát Vào Hạ và mình chỉ thực hành một câu thôi để cho mọi người hiểu nè. Rồi câu đầu tiên của mình sẽ là, nhìn lên màn hình nhé. Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi tự như bóng chim. Rồi bây giờ mọi người thấy là chúng ta có 2 hợp âm ở trong cái câu này, đó chính là hợp âm đô trưởng và hợp âm pha trưởng. Bây giờ đô nè, rồi pha nè. Đó, bây giờ phải trước tiên là khi trước khi ráp vào lời bài hát á, thì mọi người phải tập chuyển hợp âm, chuyển để cho nó nhanh nè. Đó, làm sao mà chuyển từ đô qua pha là nó phải thật nhanh để khi áp dụng vào cái lời bài hát là mọi người sẽ không có bị lẩn khựng. Giống như là tự nhiên đang hát xong mà cái hồn nó bay luôn rồi đó ha. Ví dụ như trời nhẹ dâng lên cao, hồn tôi tự như bóng chim là thua, là cái hồn nó bay đi luôn rồi, không còn ở đâu cái từ tôi nữa nha mọi người. Đó, cho nên là trước khi mà áp dụng vô cái bài hát á, là mọi người phải tập chuyển hợp âm cho nó ok cái đã. Chuyển làm sao mà cho cái tay trái nó nhanh cái đã. Hoặc là mọi người có thể tập gì hơn nè. Đó, mọi người chỉ rải xuống vậy thôi. Chuyển ở ngoài như vậy là một kiểu, nhưng mà vô khi áp dụng vô lời bài hát nhiều khi nó lại bị lời ra lời, hợp âm ra lời hợp âm đó nha. Rồi bây giờ nè, mình tiếp theo là sau khi mình đã tập chuyển hợp âm xong rồi thì mình sẽ xác định coi những cái điểm rơi, có nghĩa là cái nhịp xuống á, khi mà mình chuyển hợp âm á là nó sẽ rớt vô cái chữ nào. Đầu tiên là hợp âm đô trưởng cho từ trời, là có nghĩa là khi mà miệng mình hát cái từ trời là cái tai của mình nó phải rải xuống liền luôn nha. Ví dụ trời, trời đó, vậy đó nha mọi người, trời trời. Rồi từ tiếp theo là từ lên, là mọi người thấy nè, cái câu của mình là trời nhẹ dâng lên cao hồn, đó là những cái từ đó, trời nhẹ dâng lên cao hồn. Đó, 6 cái từ đó là nó sẽ cho cái hợp âm đô trưởng nha mọi người. Bắt đầu từ cái từ tôi trở đi á, tôi dường như bóng là mấy cái từ đó nó mới qua cái hợp âm pha trưởng nha. Chứ cái những cái từ đầu tiên nè, trời nhẹ dần lên cao hồn, 6 cái từ này là nó sẽ thuộc cái hợp âm đô trưởng.
nha mọi người, coi chừng nha. Cho nên một cái từ, một cái khoảng trống khá là dài như vậy thì chắc chắn là mình sẽ đàn hợp âm đô trưởng khoảng chừng 2 lần. Có nghĩa là mình sẽ có hai cái điểm rơi ở ngay hợp âm đô trưởng, ở ngay cái đầu câu á. À, rồi, đầu tiên là sẽ từ là từ trời nhẹ dâng lên cao. Đó, trời nhẹ dâng lên cao. Đó, vậy là mình đã xác định được là cái điểm rơi của nó sẽ rơi vào cái từ trời và cái từ lên. Ha, trời nhẹ dâng lên cao. Rồi, tiếp tục. Hôn tôi là cái từ tôi lại sẽ rơi vào pha trưởng. Hôn tôi tự như bóng chim. Ok chưa? Trời nhẹ dâng lên cao. Hôn tôi tự như bóng chim. Rồi, có nhiều bạn cũng hỏi mình là làm sao để xác định được là ồ nó sẽ rơi vô cái từ nào, làm sao mình biết? Thì cái này nó thuộc về cái nhịp nha. Nếu như mà nhịp bạn nào mà chắc á, thì mọi người sẽ bắt nhịp vô kịp. Còn ví dụ mà nhịp bạn nào họ không chắc á, thì mình sẽ có một cách như thế này nè. Ví dụ như cái điệu disco là nó có 4 nhịp đi đúng không? Xuống lên đập lên, xuống lên đập lên, đúng không? Thì khi mà mình gõ trời nhẹ dâng lên cao, hồn tôi tự như bóng chim. Mọi người đừng có bị áp lực cái hợp âm. Mọi người có thể là không có đàn, sau đó mọi người lấy cái tay đập vô cái đàn, giống như mình cũng vậy. Và mình sẽ ví dụ như mình thử, mình phải thử coi là cái rơi vô cái từ đó nó đúng không. Ví dụ như mình thử nè, trời trời nhẹ dâng, tự nhiên chứ gì hết đập nó ở trời nhẹ dâng lên cao hôn, nghe nó rất là kỳ. Cho nên là bắt đầu trời nhẹ dâng lên cao, hôn tôi tự như bóng chim, tự nhiên nghe cái nhịp nó bắt đầu nó đều rồi đó. Và cái đó nữa, và mọi người phải, khi mà mọi người gõ như thế này thì mọi người phải gõ đều chứ không phải là, không phải là vậy nha, mà gõ đúng một cái điểm rơi đó thôi. Và phải gõ với cái cường độ là đều 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 đó, phải đều như thế này. Rồi, trời nhẹ dâng lên cao, hồn tôi tự như bóng chim. Đó là mọi người biết được cái điểm rơi đó rồi đúng không? Mọi người đánh dấu lại, sau đó mình sẽ áp dụng vô cái hợp âm. Trời nhẹ dâng lên cao, hồn tôi tự như bóng chim. Biết được cái điểm rơi rồi, có nghĩa là biết được cái nhịp xuống đó, ngay xuống ở ngay chỗ nào rồi, thì bắt đầu mới áp dụng vô điệu disco. Trời nhẹ dâng lên cao, hồn tôi tự như bóng chim. Rồi, đó là cái cách khi mà mọi người chuyển hợp âm cho cái điệu disco. Nói chung là cứ bất cứ vào cái nhịp nào cũng vậy, cái điệu nào cũng vậy. Mình ví dụ như một cái điệu đơn giản nhất đây, đó là điệu slow rock. 3 3 2 1 2 3, đây là cái điệu mà mọi người chơi nhiều nhất luôn á. Thì mọi người cũng phải canh ngay cái điểm rơi của nó để mọi người chuyển hợp âm, có nghĩa là canh ngay cái nhịp bass. Ví dụ trời nhẹ dâng lên cao, hồn tôi tự như bóng chim. Cái này mình ví dụ thôi nha, chứ cái bài này không có chơi điệu slow rock được nha. Có nghĩa là mọi người phải canh coi là khi nào mà mình chuyển hợp âm á, thì ngay cái từ đó là nó sẽ rơi vô cái nhịp bass. Canh như cái điểm rơi đó, xác định những cái từ nào là cái từ điểm rơi ở ngay cái nhịp bass á, thì bắt đầu là mình mới áp dụng vô cái điệu nó để hát nó mới khớp được. Rồi, đó mới chỉ là điệu disco 1 thôi. Nhưng mà điệu disco, còn điệu disco 2 và disco 3 nữa. Nhưng mà disco 2 và disco 3 thì nó cũng sẽ tương tự như thế, nhưng có điều là nó khó hơn chút xíu. Rồi, bây giờ mọi người nhìn vô cái nhịp disco 2 nè. Ở đây bây giờ disco 1, 2, 3 gì á, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì nữa, thì nó sẽ luôn luôn là nó sẽ rơi vào cái nhịp xuống. Cái nhịp phách thứ nhất á mọi người. Cái phách thứ nhất á, nó luôn luôn là nó sẽ rơi vào cái phách thứ nhất nha. Rồi, ví dụ disco 2 nhìn cái hình nè. Mọi người thấy là ở tự nhiên cái hình nó cũng là xuống lên đập lên. Xong rồi tự nhiên mọi người đếm coi 1, 2, 3, 4. Thì ngay cái chỗ mà cái thứ 5 á, tự nhiên nó không có gì hết trơn mọi người. Mà người ta cũng vẽ, có ý nghĩa là ngay cái nhịp đó là cái nhịp nghỉ á mọi người. Có nghĩa là cái disco 2 nó sẽ vậy nè. Xuống lên đập lên nghỉ. Lên đập lên. Xuống lên đập lên nghỉ. Nghĩ là không có đạn gì hết nha. Không có đạn gì hết. Tay trái thì vẫn bóp hợp âm, nhưng mà tay phải thì không có đạn gì hết. Nghĩ là buông ra. Rồi, xuống lên đập lên nghỉ. Lên đập lên.
Đó, nhìn cái mũi tên thì nó sẽ bị rối, cho nên là có thể có nhiều người á nhìn cái mũi tên thì không có bị rối, nhưng mà cũng có nhiều người á nhìn nó bị rối, cho nên là phải ghi bằng cái chữ ra giống như mình. Rồi, cũng là hợp âm đôi chữ nè. Xuống lên đập lên nghỉ lên đập lên, nó nhanh lắm nha mọi người ha. 1 2 3 4 5 6 luôn á. Nó phải vậy đó. 1 2 3 4 5 6. Đó. 1 Xuống lên đập lên nghỉ lên đập lên. Cái này là mọi người phải làm cho quen, thiệt là quen với là cái tốc độ chậm cái rồi mọi người mới tăng tốc độ lên nha. Nó rất là dễ bị rối nha mọi người. Cái công thức này nó dài hơn là cái công thức của Disco 1 nha. Nhưng mà trên tinh thần á, thì mọi người đều có thể áp dụng ba cái điệu Disco này cho vào một bài hát vào hạ. Nhưng mà có điều là Disco 2 cái công thức nó dài hơn, có nghĩa là tốc độ mọi người đàn là phải nhanh hơn. Và Disco 3 cũng vậy, có nghĩa là nó đều là điệu disco nhưng mà nó sẽ xếp theo thứ mức độ là từ dễ cho tới mức trung bình và mức khó. Và dễ thì mọi người có thể đàn thông thả bình thường, nhưng mà ở ngay cái mức độ trung bình lên mọi người phải tăng tốc độ nhanh lên, nhanh hơn nữa. Và disco 3 là phải nhanh 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 hơn nữa, nhanh hơn 2, nhanh hơn 3, nhanh hơn disco 2, disco 1 luôn ha. Cho nên là cái công thức nó hơi dài cho nên mọi người phải đàn thật là nhanh. Ví dụ mình thử áp dụng vô cái bài hát vào hạ nha. Và cũng là ngay cái điểm rơi là nhịp xuống. Trời nhẹ dần lên cao hồn tôi. Đó. Trời nhẹ dần lên cao hồn tôi tựa như bóng chim. Đó. Trời nhẹ dần lên cao hồn tôi tựa như bóng chim. Ha. Ta 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 ta. Xuống lên đập lên nghỉ lên đập lên. Trời nhẹ dần này nó dài rồi, cho nên là mỗi hợp âm mọi người chỉ làm một lần cái điệu disco 2 thôi. Rồi, mình đã có disco 2, disco 1 và bây giờ disco 3 này. Disco 3 thì có thể là nó sẽ nâng mức độ lên khó hơn nữa nha. Rồi, bây giờ cái hình disco 3 là mọi người sẽ thấy là mình có hai cái nhịp xuống, nhưng mà luôn luôn là cái hợp âm khi mà mình chuyển hợp âm là nó sẽ rơi vào cái nhịp xuống đầu tiên, cái phách đầu tiên nha mọi người. Rồi, ở disco 3 thì mọi người thấy là cái nhịp của nó sẽ như thế này. Xuống xuống lên đập lên, có nghĩa là cái nhịp thứ hai và cái nhịp thứ ba cái nhịp thứ hai và cái nhịp thứ ba là mình sẽ làm nhanh, thật là nhanh nha mọi người, nhanh hết cỡ nha. Đó, disco 2 và disco 3 thì nó có cái sự tương đồng, có nghĩa là nó cũng có một cái nhịp nghỉ. Nhưng mà ở ngay cái disco 3, ở ngay những cái phách đầu tiên á, ở ngay cái nhịp nhịp thứ nhất, nhịp thứ hai và nhịp thứ ba thì cái nhịp thứ hai và nhịp thứ ba mình sẽ đàn nhanh, nhanh mà kiểu như là nó cảm giác nó nhanh hơn những cái nhịp còn lại luôn á. Ví dụ như là mình đếm là 1 2 3 thì cái nhịp trong cái disco 3 thì mình sẽ đếm là 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Đó, 1 2 3 1 2 3 1. Đó, thì cái hai với cái ba, nhịp hai nhịp ba là nó sẽ nhanh hơn nhiều nha. 1 2 3 1 2. Đó. Rồi đó, bây giờ đếm từ 1, 2, 3, 4 nha. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Xuống, xuống, lên, đập lên, xuống, xuống, lên, đập lên. 1, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Đó là cái 2, 2, 3 đó là nó sẽ rất là nhanh. Cho nên là cái disco 3 là nó cực kỳ khó nha mọi người. Khó là nó khó ráp vô cái bài hát lắm. Nó phải nhanh. Và cái tốc độ đàn disco 3 là nó nhanh hơn disco 2, nhanh hơn disco 1 nhiều luôn đó nha mọi người. Rất nhiều luôn. Tại vì mọi người thấy nè, nó cái công thức của nó càng dài thì mình phải đàn càng nhanh để nó mình ráp vô cái bài hát thì nó mới khớp ha. Rồi, với
tới cái dịp nhanh như thế này á, thì mình không thể nào mình áp dụng vô những cái bài mà nó mang theo kiểu chill chill giống như là bài vào hạ được ha. Cái bài vào hạ là mọi người phải hát nó với cái tốc độ vừa phải thôi. Nếu như mà áp dụng vô disco bar có nghĩa là nó nhanh quá thì nó không mất hay. Ở đây là mình đang nói về cái độ hay hay không nha, chứ không phải là mình nói là áp dụng vô disco bar là không có được. Có nghĩa là nó vẫn được nhưng mà nó không hay ha. Khi mà mình chơi cái bài vào hạ mà mình chơi cái điệu disco bar, nó sẽ không hay bằng disco 2 ha nha mọi người. Cho nên là nói chung là có 3 kiểu nhưng mà mình cũng phải chọn lọc coi cái nào hay thì mình làm. Chứ trên tinh thần á, trên lý thuyết á, trên mặt lý thuyết á thì mình vẫn có thể áp dụng được 3 cái kiểu này vào một bài hát vào hạ. Nhưng mà phải coi cái kiểu nào là nó sẽ hay. Tại không lẽ giờ mọi người đàn một bài hát mà mọi người đàn tới 3 kiểu trộn lẫn với nhau cũng đâu được đâu đúng không? Đó, mọi người phải chọn lọc là cái nào hay thì mọi người mới làm. Rồi, ngoài cái bài vào hạ ra thì chúng ta sẽ còn rất là nhiều bài hát áp dụng theo cái điệu disco. Điệu disco cũng là một trong những cái kiểu đệm hát guitar khá là phổ biến, sử dụng rất là nhiều bài hát, ví dụ như bài hát vào hạ ban nãy. Rồi, một cái bài hát mà từ rất là xưa rồi, từ cái thời mà 8X, 9X nè. Bài Lời Yêu Thương nè. Ngày nhon nheo về trên khu phố, có cô em tung tăng, đôi môi cười hoa thắm. Hoặc là bài Và Tôi Cũng Yêu Em. Tôi yêu xem một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngày. Đó, những cái bài này là thuộc thế hệ 8X, 9X nè, nhưng mà bây giờ hát lại thì nó vẫn hay. Hoặc là bây giờ mình có thể áp dụng cái điệu disco cho những cái bài sau này, ví dụ như bài Xin Tươi Việt Nam. À, ví dụ chẳng hạn. Rồi, cho nên là mọi người, mình đã hướng dẫn cho mọi người ba cái kiểu điệu disco rồi, cho nên là mọi người hãy áp dụng vào cái áp dụng thực hành thực tế thật cho thật là khôn ngoan nhé. Cái nào hay thì mới làm nha, cái nào không hay thì thôi. Thì là video của chúng ta tới đây là hết. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Và mọi người ơi, mình vẫn còn nhận dạy kèm guitar với hình thức online và offline, cho nên là mọi người cứ nhắn tin với mình qua số điện thoại Zalo hoặc là Messenger Facebook nha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.